Vâng, và kính thưa quý vị, tòa nhà cao nhất vùng Âu Châu Sóc Hoàng Tất tiếp từ mặt tư khoa. Tòa nhà Mercury City là tòa nhà cao nhất trong vùng Âu Châu, theo lời của nhóm nghiên cứu Đức Emporis, đánh bại tòa nhà chọc trời của Anh Quốc là The Shard, cao ở 310 thước, theo lời của nhà tỷ phú người Nga Igor Kasavets của nhóm Mercury công bố vào ngày hôm qua. Tòa nhà chọc trời vẫn còn đang được xây cất tại thủ đô thương mại mặt tư khoa của Nga, sẽ có 75 tầng lầu và 5 tầng dưới mặt đất sau khi hoàn toàn ở độ cao của 339 thước khi hoàn tất vào tháng 12. Tòa nhà chọc trời Mercury City đã được vẽ kiểu bởi kiến trúc sư người Nga Mikhail Posokin và kiến trúc sư người Hoa Kỳ Frank Williams, người đã qua đời vào năm 2010. The Shard đã được xếp hạng là tòa nhà cao nhất vùng Âu Châu trong 2 tháng trước, và Mercury City sẽ cao hơn 29 thước với tổng cộng 88.000 thước vuông của khu vực văn phòng và hơn 22.000 thước vuông của những gian phòng chung cư. Theo lời của nhà tỷ phú Kasef, dự án đầu tư này tổng cộng lên tới 1 tỷ Mỹ Kim và được gọi là thánh thất dưới lòng đất, dài 177 thước, rộng 78 thước và cao 18 thước. Khi mực nước của những con sông nhỏ dâng lên, nước được dẫn vào bể chứa qua hầm dài 6.3 cây số với tốc độ cao nhất là 200 thước khối mỗi giây. Từ đây, nước sẽ được bơm vào từ từ đến sông Edo, một đường dẫn nước để đủ rộng để tiếp nhận thêm khối lượng nước. Với giá vào khoảng 230 tỷ yen, tương đương 2.9 tỷ Mỹ Kim, hệ thống này không phải là rẻ, nhưng ông Kuri Yaman cho rằng Hoa Kỳ nên tính tới hệ thống này nếu có chỗ. Mỗi năm, thủ đô Tokyo đều phải hứng chịu những trận bão lớn, nhiều trận cũng mạnh như là bão Sandy.